xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh báo hùng audio vâng trong một bộ dàn thì kệ rất là quan trọng không chỉ để đựng để đặt các cái thiết bị mà những cái thớt kệ chống rung nó còn giúp cho chúng ta thiết bị hoạt động ổn định hơn tránh rung chấn của loa khi mà loa chạy phát ra tiếng nó sẽ dùng cộng hưởng tới các cái thiết bị của chúng ta. Thì điều này nó sẽ làm cho cái âm học nó không còn được chuẩn và không tốt nữa thì chúng ta nên dùng những bộ kệ chống rung như thế này thì nó sẽ làm tốt cho về phần âm sắc, âm nhạc, âm thanh cũng như là tốt cho thiết bị. và bên em thì vẫn luôn có hàng thường xuyên kệ phun gỗ gỗ đỏ. Quý vị bạn lưu ý là trên thị trường có rất nhiều đơn vị sản xuất với cái mức giá thì cũng có cái sự chênh lệch nhau rất nhiều nhưng bên em thì chuyên sử dụng loại kệ Phun gỗ, gỗ đỏ tức là tất cả đều bằng gỗ gỗ đỏ trên thị trường thì có những đơn vị làm một cái mặt này bằng gỗ công nghiệp rồi dán cái vân vân gỗ lên đó thì cái mức giá sẽ rẻ hơn. Còn bên em thì không làm như vậy làm tất cả một gỗ gỗ đỏ 100% thưa quý vị và bạn và kệ này thì bên em bán theo thớt cứ một thớt như này thì là 1 triệu 700 nghìn đồng đó đây có 3 thớt đó. Một thớt là 1 triệu 700 nghìn đồng. Và chân thì uh, tháo rời được cho nên các bác ở xa mua hết sức uh, yên tâm nhé. Bên em vận chuyển uh, tới tận nhà luôn thưa quý vị bạn. Uh, kệ gỗ gõ đỏ uh, hàng có liên tục mức giá là 1 triệu 700 nghìn đồng một thớt thưa quý vị bạn. Uh, quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với báo hồng audio. Bên em có ship trên mọi miền Tổ quốc. Lưu ý là giá trên thì chưa bao gồm phí ship ạ. Xin cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi clip.